tỏ lòng tiếc thương vô hạn, hàng triệu đồng bào chiến sĩ cả nước đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang gắn với diễn tập của Sở Tài chính. Đoàn luật sư tỉnh công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống luật sư Việt Nam. Hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam và tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu. Hội phụ nữ tỉnh trao tặng bò giống cho 16 hộ nghèo tại xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước. Ngay sau khi biết tin Đại tướng chút hơi thở cuối cùng, hàng triệu người con đất Việt, nhiều chính khách trên thế giới đã không cầm được nước mắt. Từ 14 giờ 30 phút chiều ngày 6 tháng 10, tư gia Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở 30 Hoàng Diệu, Hà Nội bắt đầu mở cửa đón khách đến viếng. Những người già, phụ nữ, thanh niên và cả trẻ em được bố mẹ đưa đến cầm hoa lặng lẽ đứng đợi, xếp hàng vào viếng Đại tướng. Có những gia đình tất cả các thành viên, bố mẹ và con cái cùng đưa nhau đến, lặng người trong không khí tiếc thương. Hiện ước tính mỗi ngày có từ 2 đến 2,5 vạn người đến viếng. Những bó cúc vàng, cúc trắng xen giữa dòng người lặng lẽ tiếc thương. Sau đây là ghi nhận của các phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam. Âm thanh bài hồn tử sĩ vang lên từ cây vĩ cầm của người nghệ sĩ đường phố. Những giọt nước mắt, những tiếng khóc. Họ là những người Việt Nam ở mọi lứa tuổi, mọi địa phương, lặng lẽ xếp hàng trước giờ vào thăm căn nhà thân thương mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống nhiều chục năm. Họ tới đây chỉ mong được nhìn thấy di ảnh của ông để nhớ lại những kỷ niệm, dù trực tiếp hay gián tiếp, về một vị tướng của nhân dân. Để bác nhớ mãi bốn câu thơ của nhân dân Thái Nguyên chúc tụng Đại tướng. Đại tướng anh hùng dễ mấy ai, đức độ anh duy trí dũng tài, thắng hai đế quốc bách niên thọ, hoàn cầu có một không có hai. Những bông hoa, những bước chân nối nhau không ngớt trong buổi chiều hôm nay hướng tới căn nhà của Đại tướng. Nước mắt không ngớt tuôn rơi từ những người đến viếng. Chị đưa bé bởi vì chị muốn cho bé sau này nó nhớ ăn. Đấy, ăn quả thì nhớ người trồng cây. Để cháu sau này cháu biết được là mình có được như ngày hôm nay ấy. Nó phải nhờ những cái người sự hy sinh lớn lao ấy của các bậc cha chú đi trước. Gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp chu đáo đứng đáp từ tấm lòng của những người đến viếng. Căn nhà này, mảnh sân này, suốt nhiều năm qua đón những tiếng cười của chủ nhà, của những vị khách. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Lá cờ Tổ quốc được người dân cầm trên tay. Một động tác thường xuất hiện mỗi khi đất nước có sự kiện quan trọng. Chúng tôi lúc đầu đề ra là phải thống kê, rồi phải ghi chép. Xem là những ai để viếng, bây giờ bất lực không làm được cái đó nữa. Đó bởi vì người ta cứ kéo đến và tất cả là đứng đầu cổng và đi vào, xếp hàng đi vào viếng cho kỹ được. Dòng người cứ ngày càng dài ra. Hôm nay, ngày mai và chắc chắn nhiều ngày sau nữa, căn nhà mà Đại tướng đã từng sống sẽ không vắng bóng người dân đến tưởng nhớ ông. Một vị tướng của nhân dân. Một vị tướng của huyền thoại. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch ban đầu, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ mở cửa tư gia tại 30 Hoàng Diệu, Hà Nội để đồng bào, chiến sĩ và khách quốc tế viếng Đại tướng đến hết ngày 11 tháng 10. Nhưng để đảm bảo lễ quốc tang Đại tướng được chu đáo và trọn vẹn, gia đình Đại tướng xin được cáo lỗi với đồng bào. Thời gian mở cửa đón khách tại nhà riêng chỉ kéo dài đến 18 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2013. Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp vô cùng cảm động trước tấm lòng của chiến sĩ đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các vị khách quốc tế đã đến nhà riêng tại 30 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, chia buồn cùng gia quyến. Thưa quý vị và các bạn, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xưa kia được chọn là nơi đặt sở chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Không chỉ là mảnh đất gắn với những ngày chiến đấu ác liệt, hòa bình lập lại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn đặc biệt quan tâm tới đời sống, phát triển kinh tế xã hội của mảnh đất chiến trường xưa. Đã có những đóng góp của Đại tướng đang giúp cuộc sống đồng bào Mường Phăng đổi thay, trong đó có ngôi trường mà người dân nơi đây vẫn thường gọi là ngôi trường Đại tướng.
lớp học 1A, trường tiểu học số 3, Mường Phăng, huyện Điện Biên, giờ đã không còn là lớp học tạm, thay vào đó là một phòng học khang trang. Đó là một trong bốn phòng học của căn nhà 2 tầng được xây dựng năm 2010, món quà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các nhà tài trợ xây dựng nhân kỷ niệm 56 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Với sự giúp đỡ của Đại tướng và gia đình, tháng 5 năm 2013, trường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Việc học cái chữ của các em nhỏ đồng bào nơi đây giờ đã không còn vất vả như trước. Còn với các thầy, các cô ở đây, công lao và hình tượng Đại tướng luôn là động lực để nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường. Để không phụ lòng cái niềm mong đợi của gia đình, Đại tướng cũng như là của Đảng và Nhà nước, thì trường, thầy và trò nhà trường đã luôn cố gắng học tập, phấn đấu để nâng cao chất lượng dạy và học, để nâng cao cái sự hiểu biết cho con em dân tộc vùng cao để hòa nhập với đất nước. Những bàn tay còn chưa thành thục với bàn phím, nhưng với các em học sinh này, chiếc máy vi tính giờ đã không còn quá xa lạ với chúng như trước đây. Thường các em nhỏ vùng cao cùng với xây lớp học, đích thân Đại tướng đã tặng 10 bộ máy vi tính cho trường. Nhờ món quà ấy của Đại tướng, giờ các em người Mông đã biết thêm nhiều kiến thức mới. Em đã học được đánh gõ bàn phím và đánh văn bản và internet. Cháu cảm ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cho cháu được máy tính để học. Em thì đều là học sinh dân tộc Mông nên là các em cũng nhận thức, bây giờ đã, trước thì nhận thức còn chưa hiểu sâu về máy tính, và bây giờ thì các em đã nhận thức được và tạo điều kiện thích thú với các em nhiều hơn. Từ khi có máy thì đã biết sử dụng vào mạng internet để và thi toán trên mạng, thi giao thinh thông minh và còn cả tiếng Anh trên mạng nữa. Các em có biết là ai đã tặng máy tính cho chúng ta không? Dạ. Câu trả lời như sự khắc ghi của mỗi lớp học sinh trường tiểu học số 3, Mường Phăng. Với các em, vị tướng vĩ đại của dân tộc chẳng phải một ai đó xa lạ. Hình tượng Đại tướng đơn giản luôn được nhắc, được nhớ đến trong mỗi bài học từng ngày. Chương trình thời sự được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10, Ban chỉ đạo cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang gắn với diễn tập của Sở Tài chính đã tổ chức diễn tập phần thực binh tại thao trường thôn Bản Lù, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên và bế mạc cuộc diễn tập. Dự và theo dõi diễn tập có đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đàm Văn Bông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo cuộc diễn tập; Thiếu tướng Vũ Lục Quốc, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và một số huyện trong tỉnh. Tại cuộc diễn tập, các đại biểu đã được tham quan theo dõi phần thực hiện tác chiến phòng thủ với các tình huống giả định được đặt ra. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang thực hành tình huống đánh địch tiến công đường bộ, đổ bộ đường không kết hợp với dẹp bạo loạn trên địa bàn tại Sa Bàn, thể hiện tính khẩn trương, quyết đoán của người chỉ huy, các biện pháp xử lý đúng nguyên tắc, phù hợp, sát thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Bộ đội địa phương chủ trì phối hợp với công an, dân quân, thực hành thực binh thi hành thiết quân luật hành động tổ chức kiểm tra, kiểm soát các lực lượng ra vào khu vực thiết quân luật, đảm bảo sự chặt chẽ, lực lượng tham gia đánh bắt, tiêu diệt ổ nhóm phản động, thể hiện tính linh hoạt, kiên quyết, khôn khéo, biết chọn và nắm thời cơ tiêu diệt địch. Bộ đội địa phương phối hợp với lực lượng dân quân cơ động thành phố Hà Giang thực hành bắn chiến đấu cấp đại đội bộ binh tiến công địch tạm dừng đã thể hiện rõ nét hình thức chiến thuật, trình độ tổ chức chỉ huy chiến đấu của đội ngũ cán bộ các cấp, trình độ hiệp đồng kỹ chiến thuật của lực lượng dân quân tự vệ và dân quân trong chiến đấu. Sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế, tiêu diệt gọn từng mục tiêu theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, đáp ứng yêu cầu tác chiến, giữ vững khu vực phòng thủ trong các tình huống. Đánh giá kết quả của diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang gắn với diễn tập hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ của Sở Tài chính đạt loại giỏi.
Phát biểu bế mạc và giao nhiệm vụ tại cuộc diễn tập, đồng chí Đàm Văn Bông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo cuộc diễn tập, đã ghi nhận và biểu dương kết quả của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang gắn với diễn tập hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ của Sở Tài chính. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Hà Giang và Sở Tài chính cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tập trung xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, mạnh về chính trị, vững về quốc phòng an ninh. Đối với Sở Tài chính, cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh trong việc quản lý điều hành có hiệu quả nguồn ngân sách phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Ban chỉ đạo diễn tập cần tiếp thu, rút kinh nghiệm từ việc chỉ đạo của diễn tập lần này, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nội dung diễn tập cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Dịp này, Ban chỉ đạo của diễn tập tỉnh đã trao giấy khen cho các tập thể và các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Giang năm 2013. Đoàn luật sư tỉnh Hà Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày truyền thống luật sư Việt Nam. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trước khi buổi lễ diễn ra, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ tới công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Suốt chặng đường dài lịch sử, hoạt động luật sư luôn gắn liền với sự phát triển và xây dựng đất nước, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, được Đảng, Nhà nước quan tâm, tổ chức hoạt động hành nghề luật sư. Ngày 14 tháng 1 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 149 QĐ-TTg, quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày truyền thống luật sư Việt Nam. Đây là hoạt động mang tính tập trung, thống nhất nhằm khẳng định vai trò, vị trí của đoàn luật sư và để giới thiệu luật sư Việt Nam trở thành mái nhà chung trên toàn quốc. Đoàn luật sư tỉnh Hà Giang được thành lập từ năm 1992, đến nay có 7 thành viên. Trung bình mỗi năm, đoàn đã tham gia tổ chức bảo vệ được hơn 100 vụ việc về tư vấn pháp luật, dân sự, pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhân dân cũng như các tổ chức xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, đoàn luật sư Hà Giang sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, tích cực tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, phối hợp với các ngành, đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyền pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các tổ chức cá nhân, các đối tượng chính sách trước pháp luật. Đồng chí Trúng Thị Chiên đề nghị Sở Tư pháp, Viện Kiểm soát Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thường xuyên quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn luật sư Hà Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 9 tháng 10, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sèn Chỉ Ly làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 3 năm 2013 tại huyện Hoàng Su Phi. Cùng đi có lãnh đạo các sở, nội vụ, thông tin truyền thông, tư pháp, khoa học và công nghệ. Trong 9 tháng năm 2013, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hoàng Su Phi đã được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung. Quy trình xử lý, giải quyết văn bản đến, đi, tính quy phạm pháp luật của văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, quy định thời giờ làm việc, ứng xử văn hóa công sở. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp. Công tác kiểm soát, kiểm tra thực hiện thủ tục hành chính, việc hiện đại hóa hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách tài chính công. Những việc đó đã góp phần làm minh bạch, gọn nhẹ thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian, phiền hà và tiết kiệm chi phí quản lý hành chính. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện và các ngành cấp huyện đã trao đổi ý kiến về những tồn tại khó khăn trong thực hiện cải cách hành chính cấp cơ sở như thiếu nguồn nhân lực, năng lực cán bộ làm việc ở bộ phận hành chính hạn chế, nhận thức của người dân về cải cách hành chính chưa được nâng cao, mạng Internet nhiều nơi chưa có. Một số cơ quan đơn vị chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc cải cách thủ tục hành chính. Lãnh đạo các sở ngành cũng đã đề xuất nhiều giải pháp giúp huyện tháo gỡ khó khăn trong cải cách hành chính ở địa phương. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sèn Chỉ Ly đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của huyện Hoàng Su Phi trong thực hiện cải cách hành chính.
yêu cầu trong thời gian tới, huyện cần tập trung triển khai một số vấn đề trọng tâm như tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các phòng ban và các xã, đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về cải cách hành chính để nâng cao nhận thức cho người dân, tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách hành chính và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để triển khai dự án mở office. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải cách hành chính đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Chiều ngày 9 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến đã có buổi làm việc với Trung tâm Giống Cây Trồng và Gia súc Phó Bảng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Trong 9 tháng đầu năm 2013, Trung tâm Giống Cây Trồng và Gia súc Phó Bảng đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án của tỉnh gắn với nhiệm vụ thực tế tại địa phương. Trong đó, Trung tâm đã đặc biệt chú trọng đến việc duy trì và bảo tồn các loại cây ăn quả đầu dòng bản địa, chè san, cây dược liệu. Thực hiện 5 mô hình khảo nghiệm về trồng cây ngô vụ 2, sản xuất khoai tây giống trái vụ, khảo nghiệm giống đậu tương, mô hình cây dược liệu tại hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Chuẩn bị đầy đủ nguồn giống, vật tư, cung ứng cho các địa phương với trên 1.100 liều tinh đông viên được sản xuất, 35.000 giống cây các loại. Công tác phối hợp với các đơn vị cũng được Trung tâm đặc biệt chú trọng. Đến nay, Trung tâm đã có sự phối hợp với một số trường đại học, trung tâm, công ty bên ngoài tỉnh thực hiện việc thử nghiệm, sản xuất cung ứng giống, cây con các loại. Bên cạnh đó, Trung tâm Giống Cây Trồng và Gia súc Phó Bảng còn tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương các huyện, nỗ lực chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân thuộc Trung tâm Giống Cây Trồng và Gia súc Phó Bảng. Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của trung tâm như thu nhập của cán bộ nhân viên trong trung tâm còn thấp, công tác phối hợp với các đơn vị đã được chú trọng, song chưa thực sự chặt chẽ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị trong thời gian tới, Trung tâm Giống Cây Trồng và Gia súc Phó Bảng cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tổ chức đánh giá, đào tạo lại về trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thuộc trung tâm theo hướng chuyên sâu. Triển khai sâu rộng, có hiệu quả các chương trình đề án của tỉnh như phát triển chăn nuôi, cây ăn quả, trồng rừng cảnh quan, phát triển cây dược liệu gắn với nhiệm vụ thực tế tại từng địa phương. Trung tâm cần xây dựng nội dung, chương trình làm việc cụ thể với các huyện để từ đó thao gỡ khó khăn, thống nhất chương trình hợp tác. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trạm thụ tinh nhân tạo bò, xây dựng tờ trình đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư dây chuyền sản xuất nitơ. Cùng với các nhiệm vụ trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến cũng yêu cầu Trung tâm Giống Cây Trồng và Gia súc Phó Bảng cần tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với chính quyền sở tại, nhất là Ủy ban Nhân dân thị trấn Phó Bảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Sáng ngày 9 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quang Bình đã tổ chức hội nghị lần thứ 22 mở rộng. Đồng chí Lê Quang Minh, Bí thư huyện ủy Quang Bình, chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Quang Bình đã tập trung lãnh đạo đạt nhiều kết quả khá toàn diện, thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế như mô hình tổ chức lại sản xuất, tái đầu tư có thu hồi để tái sản xuất trong nông nghiệp, mô hình cải tạo vườn đồi tạp gắn với xây dựng nông thôn mới, mô hình hỗ trợ người nghèo thông qua các hộ khá giàu có điều kiện. Công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm được quan tâm, công tác phòng chống cháy rừng được đảm bảo. Các phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, ngày thứ bảy về nông thôn mới đã huy động được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và bà con nhân dân tham gia. Chất lượng giáo dục đào tạo, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không ngừng được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được tăng cường củng cố, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chỉ đạo thường xuyên, tăng cường củng cố cả về số lượng và chất lượng. Công tác kiểm tra giám sát, phong trào dân vận khéo có sự đổi mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Minh, Bí thư huyện ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp cần đẩy mạnh việc thực hiện sản xuất cây trồng vụ đông và tập trung sản xuất lúa đông xuân, thực hiện các công trình, việc làm đột phá, công việc trọng tâm, trọng điểm để lập thành tích chào mừng 10 năm thành lập huyện. Tổ chức thực hiện tốt sơ kết 1 năm triển khai thực hiện kế hoạch kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
đổi mới tác phong, lề lối làm việc của các cấp các ngành, tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong huyện, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Nhân dịp này, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện tình cảm trách nhiệm, hướng về khúc ruột miền Trung yêu thương. Hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang vừa tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân và Tôn vinh Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2013. Tại buổi lễ, Hội Doanh nghiệp tỉnh cùng nhau ôn lại lịch sử cách đây 68 năm, một mốc son đáng nhớ vào ngày 13 tháng 10 năm 1945 sau khi vừa giành được chính quyền bằng cuộc cách mạng tháng 8 thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương, trong đó người có viết: "Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công nghiệp và thương nghiệp thịnh vượng." Đảng, nhà nước đã quyết định lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam. 9 năm qua, kể từ khi có Ngày Doanh nhân Việt Nam, cộng đồng doanh nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và khẳng định tốt vai trò, vị thế của mình trong xã hội. Cùng với sự phát triển của giới doanh nhân cả nước, Hội Doanh nghiệp Hà Giang đã thực sự có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước khẳng định năng lực của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh, đáp ứng được mọi yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển chung của địa phương. Điều đó đã được chứng minh bằng kết quả thực tế. Trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua nghĩa vụ nộp thuế và phí, các doanh nghiệp đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách địa phương, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Dịp này, đại diện Hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho hai doanh nhân tiêu biểu khối doanh nghiệp địa phương tại tỉnh ta. Xác định cây chè là cây kinh tế mũi nhọn và mang lại thu nhập bền vững cho người nông dân, những năm qua, huyện Bắc Quang đã có những cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện cho nhân dân về cây giống, từng bước nâng cao giá trị kinh tế từ sản xuất chè, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Phát huy tiềm năng thế mạnh về điều kiện đất đai, huyện Bắc Quang đã tích cực chỉ đạo ngành chuyên môn, các xã thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển mở rộng diện tích chè, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc nên diện tích chè luôn phát triển tốt và cho năng suất cao. Hiện nay toàn huyện có tổng diện tích trên 5.200 ha chè, trong đó diện tích cho thu hoạch đạt trên 4.700 ha. Do thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nên năng suất bình quân ước đạt 50 tạ mỗi ha. Sản lượng trong 9 tháng đầu năm ước đạt trên 20.000 tấn, đạt trên 82% kế hoạch năm. Năm 2013, theo kế hoạch, toàn huyện trồng mới 100 ha, đến nay đã thực hiện đạt trên 73 ha, phấn đấu đến hết năm trồng đạt 100% diện tích đề ra. Cùng với việc chỉ đạo nhân dân mở rộng diện tích chè, huyện Bắc Quang cũng rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng chè ngay từ khâu sản xuất, hướng tới sản xuất chè sạch, đảm bảo chất lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường, giúp người dân nâng cao thu nhập và làm giàu từ cây chè. Ngày 9 tháng 10, tại Ủy ban Nhân dân xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Tùng Vài tổ chức trao 16 con bò sinh sản theo chương trình dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 16 hộ nghèo của xã, mỗi con bò trị giá 10 triệu đồng. Trong thời gian 4 năm, các hộ được nhận bò giống sẽ chăm sóc cho bò phát triển và sinh sản với hình thức nuôi luân chuyển. Bò giống sau khi nuôi, nếu đẻ lứa đầu là bê cái thì hộ hưởng lợi tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc đến 6 tháng tuổi. Sau đó chuyển giao bê con cho hộ nghèo khác nuôi. Sau khi trao lứa bê đầu tiên, hộ hưởng lợi hoàn toàn được sở hữu bò giống và cứ tiếp tục theo quy trình như vậy, số lượng bò giống sẽ gia tăng, đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều gia đình nghèo trong địa phương được trợ giúp. Trong trường hợp bò giống đẻ lứa đầu tiên là bê đực, chủ hộ sẽ bán bê đực để mua lại một con bê cái và trao cho một hộ nghèo khác trong địa phương nuôi. Bên cạnh việc hỗ trợ tiền mua bò, Hội Phụ nữ còn hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng tiền làm chuồng trại, 500.000 đồng trồng cỏ chăn nuôi. Tổng số tiền hỗ trợ đợt trao bò tại xã Tùng Vài đợt này là 184 triệu đồng. Đây là một điều kiện tốt giúp các hộ nghèo trong huyện, đặc biệt là hộ nghèo có cơ hội thoát nghèo và từng bước vươn lên phát triển bền vững. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc khẩn trương tu bổ tôn tạo khu phố cổ Đồng Văn. Trong thời gian qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đơn vị được giao làm chủ đầu tư đã tăng cường công tác đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, 2 trên 3 ngôi nhà cổ được lựa chọn tu bổ trong năm 2013 đã được bắt đầu tiến hành.
Ngôi nhà bà Hoàng Thị Tân là một trong những ngôi nhà có tuổi đời lâu nhất tại khu phố cổ Đồng Văn, với niên đại hơn 100 năm. Do sự bào mòn của thời gian, ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền huyện Đồng Văn lập dự án đầu tư xây dựng, bảo tồn, tu bổ cấp thiết di tích phố cổ Đồng Văn. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án. Đến nay, sau hơn gần 3 tháng, với sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư, chính quyền địa phương và từng người dân, dự án đã được triển khai sớm hơn so với kế hoạch. Sáng hôm mùng 3 thì bắt đầu khởi công luôn. Đông người lắm, về giữa ngói, đầu tiên giữa ngói. Xong hôm mùng 4 thì bắt đầu dễ vui. Thế thì cũng nghĩ và ôi nhà nước làm cho thì mình cũng theo nghe lời nhà nước làm thì mình cảm ơn lắm, thì chuyển ra chỗ khác cái gì để cho nhà nước làm cho. Trong quá trình hạ giải các ngôi nhà, chính quyền địa phương và phòng văn hóa thông tin đã thường xuyên có mặt để kiểm tra, hướng dẫn nhà thầu thi công, phối hợp với nhà thầu giám sát giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh so với thiết kế thi công được phê duyệt, kịp thời báo cáo với chủ đầu tư để có phương án xử lý. Phối hợp với tổ dân phố, thống nhất với các chủ hộ được tu bổ nhà ở, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Để mà làm tốt cái việc này thì thứ nhất là mình cũng phải là phối kết hợp với các ngành ở địa phương, vận động bà con quần chúng, tức là để người ta, thứ nhất là người ta hiểu và người ta ủng hộ cái dự án này. Cái kết cấu mà nó đã nghiêng ngả quá thì cũng buộc phải là làm lại. Nhưng mà quá trình thi công làm lại thì là phải tuân thủ, tức là theo cái lấy cái thủ công làm chính, tức là theo cái truyền thống. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, nhà thầu thi công đã huy động hàng chục công nhân chia tổ tiến hành hạ giải, kiểm đếm hiện trạng. Các nguyên vật liệu cần thiết như gỗ, ngói, đất chỉnh tường cũng được đơn vị tập kết tại trung tâm huyện để thuận lợi cho quá trình thi công. Cùng với những biện pháp trên, đơn vị thi công còn tích cực phối hợp với chủ hộ, chính quyền thôn, Ủy ban Nhân dân thị trấn huy động nhân công cùng tham gia tu sửa theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà thì nó cũng đã bị hư hỏng nhiều, thế đâm ra trong quá trình anh em làm thì cũng rất là vất vả, chứ không rồi dỡ ra dựng từng thanh nhé. Còn ngoài ra thì cũng cố gắng, anh em cũng cố gắng để giữ lại nguyên hiện trạng ban đầu. Anh em bọn tôi là sẽ dỡ bỏ cái tường, phần tường trình đất để nguyên lại cái khung nhà, để nguyên lại y như cái khung nhà và kiểm tra để tu bổ lại cái phần gỗ. Cùng với những giải pháp tích cực đã triển khai, qua thực tế thi công cũng còn có những vướng mắc phát sinh, đòi hỏi phải có sự tháo gỡ kịp thời của chủ đầu tư. Cụ thể, phần tu bổ tại ngôi nhà bà Hoàng Thị Tân theo thiết kế được lập sẽ đập bỏ hoàn toàn 4 bức tường được xây bằng gạch đất để chỉnh mới. Điều này khiến người dân đặt câu hỏi liệu còn giữ nguyên được hiện trạng. Trong quá trình thực hiện, bước đầu đã có những phát sinh mới. Tất cả những vướng mắc trên cần được chủ đầu tư và các bên có liên quan kịp thời tháo gỡ, bởi đây là một dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, tránh tình trạng việc xảy ra rồi mới lo khắc phục. Phần cuối của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết do Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 10. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 27 độ. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Khu vực vùng núi thấp, ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.